Ngày 16 tháng 1, Ban an toàn giao thông huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an toàn giao thông năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Phó trưởng Ban Thường trực Ban an toàn giao thông huyện khai mạc và chủ trì hội nghị. Năm 2019 toàn huyện đã xảy ra 24 vụ tai nạn va chạm giao thông, 8 vụ tai nạn, 16 vụ va chạm, làm chết 8 người và bị thương 15 người, giảm 4 vụ, 1 người chết, 2 người bị thương so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân chính của các vụ tai nạn và va chạm nói trên được xác định là do người điều khiển phương tiện phóng nhanh, vượt ẩu, vi phạm quy định tốc độ, người đi mô tô và xe máy không đổi mũ bảo hiểm, lấn chiếm lòng lề đường làm dịch vụ. Có được những kết quả trên là nhờ toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc chung tay vì cộng đồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cụ thể, trong năm 2019, Ủy ban huyện, Ban an toàn giao thông huyện và công an huyện đã ban hành hơn 20 văn bản chỉ đạo các ngành địa phương trong huyện triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó trưởng ban thường trực Ban an toàn giao thông huyện yêu cầu năm 2020 tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020 với chủ đề đã uống rượu bia không lái xe, giảm từ 5% trở lên số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2019. Bảo đảm hạ tầng quản lý tốt phương tiện, Công an huyện tiếp tục thực hiện nghiêm nghị định 100 của Chính phủ về quy định và xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, tăng cường công tác tuần tra, cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các xã quản lý tốt hành lang an toàn giao thông các ngành liên quan các địa phương phối hợp chặt chẽ tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người điều khiển phương tiện giao thông